Quang Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh ha quý chú anh chị. Ngày sáng nay có một cái vị khán giả rất là đặc biệt cúng tiền, cũng lớn rồi gửi tiền cho anh em. Chú anh chị hôm nay thì buổi chiều nay thấy có bao nhiêu mới mua đồ cúng gì nữa nè. Đồ chay đúng không anh? Cái gì đấy? Cái này kéo đâu? Cái kéo nãy đâu á rồi? Chiều ba. Kéo này ai dọn? Bây giờ mình cắt ra hả? À, cái kéo còn quầy bạn quậy á. Cắt cái này ra hả? À. Trong cái mâm á. Đồ hủ với bạn. Cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đồ hủ với bạn. Nấm chiên cái kéo không? Cái kéo đi chạy, chị đi lấy à. Bún xào. Cái này nấm chứ không phải mực. Cái này nấm chứ không phải mực. Đồ đó chạy nhà hàng anh mua đúng không? Thịt bò xào bông bí. Nghe chung hôm trước mấy đứa mà còn anh vô thì cái đây anh hỏi là bông bốn hay cái này nhiều nổi quá. Tôi đâu biết rồi. Bên kia con chiên chân trâu nữa kìa. Cái này nãy thì cũng bình thường thôi, đâu lớn. Cũng có 2 kg heo quay à. Cũng lớn bình thường. Đồ cúng gì không lớn anh. Cúng gì đâu mà tiền rồi trái cây một mâm luôn. Này một mâm đô la luôn. Ôi cơm. Quá trời luôn. Thì em cúng một mâm cơm nữa thành 2 mâm luôn. Mâm cơm chay thành 2 mâm luôn. 2 mâm là lớn rồi đó anh. Gà nướng, gà cơm lam mà. Còn cùng ống tre đúng không? Mấy bà cũng đựng mấy cái. Đây là quý anh chị rất là đông ai kiếp rồi là hai. Đừng có giật cái này. Cái lo này nó phát ra. Phát nó phát nhỏ. Chở à? Ừ, phát nhỏ. Nó không có bản quyền đâu. Bản quyền. Ở đây em nói chuyện âm sầm rồi không có bản quyền đâu. Quá trời, heo quý anh chị, đây là tôm nha. Đây là tỏi xào. Lấy cái tôm bỏ đây vô cái đây nè. Cái tôm bỏ không này nè. Đó nó biết nó bỏ một cái. Tôm nó to hai phần nó bỏ một cái. Ơi. Cắt này luôn rồi. Còn ở đây kiếp rất là đông cho nên anh phải quay qua bên gà, trong. Tôm ba lắm không? Quay trong người quay ngoài ha. Quá tuyệt vời luôn ha quý cô chú anh chị. Điện thoại của anh sẽ quay sáng quá trời luôn. Ơi anh biết sao rồi, tí sao không? Anh cái video á anh ví dụ mình quay cái khung hình đấy á. Cần mấy cái nắp này không? Cần chứ. Cần mấy nắp này đừng bỏ dưới nha anh Phương. Giảm chất lượng khung hình hả? Khung hình mà kiểu như mình quay mà mình sức không có đúng khung hình nữa đó. Nó bị ấy rồi là nó không có được chất lượng cao. Tháo gà ra đi. Cắt đây luôn nè. Cắt đây luôn. Anh Neo, chuẩn bị cái đồ cúng này là lúc mấy giờ tới giờ vậy? Chuẩn bị hay là chuẩn bị? Nhưng cái kéo chắc này là canh là vợ chồng em mà nói chơi chứ lẹo lưỡi một cái. À đúng rồi, anh phải ấy là mới được. Lấy gì luôn, chỉnh sửa mà được. Rút kinh nghiệm đó. Rút kinh nghiệm. Sao? Cũng lớn rồi, này là cũng lớn nha. Lấy cái cắt cho được. Ok. Còn cái được còn gì nữa. Ok, hợp lý không? Quá tuyệt vời luôn ha anh. Quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Đây nè. Hai con gà nướng. Ba lon bia. 8 cái bánh chiên bột. Mẹ không biết bánh gì luôn á. Chiên bột. Rồi tôm. Một hộp tôm. Một hộp đồ xào. Bộ đồng hủ với bạn hả mấy anh mua mấy phần rồi. Một phần. Đây là bồ tạc đó chị. Wasabi. Còn đây là bồ tạc nha quý cô chú anh chị. Muối ớt xanh. Gì? Muối ớt xanh hả? Muối bồ tạc mà. Muối ớt xanh hả anh? Muối ớt xanh. Tự nhiên ăn gì có bồ tạc. Cái này muối ớt xanh. Phải không? Muối ớt xanh. Hay quá chị Nhi ơi. Làm bằng bồ tạc mà. Ít gì ăn nhà hàng quán rồi hay gì hả? Bồ tạc hả? Cái cũng giống như này là muối ớt xanh. Đúng rồi. Này là mình không có điều kiện. Chắc là cái mâm này phải nói là rất là hoành tráng luôn nghe quý cô chú anh chị. Có hai cái cơm cuốn ống tre quý anh chị. Y vậy luôn á. Cũng lớn á. Wow. Cúng này cũng rất là hoành tráng luôn nghe quý cô chú anh chị. Hey. Cái mâm cúng cô chịu có like chưa? Không ai hỉnh hết ta. Đúng rồi. Hỉnh lắm nha. Nó vô 8 giờ gặp anh quầy quán cà phê tôi vô. Đúng rồi. Đâu, chị vô đây 11 giờ mà. Anh đó quán cà phê. Trời ơi, vậy là chị uống cà phê với anh ha.
Hồi lộn anh uống cà phê với chị. Nhưng mà chị cúng là dắt 10 giờ mấy. Chị cúng là dắt 10 giờ mấy. Chỗ đây là 10 giờ mấy. Lấy muỗng lấy đũa không rồi? Lấy đũa này chứ. 10 giờ mấy. Bà Phan, anh yêu. Ờ, quý vị rất là hoành tráng. Quý vị anh em. Tại mình phóng to là ha quý vị, mình đứng xa xa. Đó, 1 mét. Thành phóng là quý anh chị. Đó. Một bàn chai rất là hoành tráng luôn nha quý cô chú anh chị. Và một mâm mặn theo quay. Đó quý anh chị. Bây giờ lại tiếp tục một bàn hải sản ha quý anh chị. Đó. Sáng nay mình cúng một bàn chai, một mâm chai. Cái cô khán giả mà giấu mặt á, là cúng một bàn heo quay mặn. Bây giờ thì mình xin một phút im lặng ha. Thôi thôi không được. Cái bạn của chị Loan chị Liên. Đâu mình ở trên mộ mà. Trên mộ mà. Mình kêu biểu mộ đâu có bọn cúng tuốt đằng kia mà đâu có dính dáng gì đâu. Nè bà vớt bẻ anh em mình luôn ha. Hả? Con clip 7 mấy ngàn luôn đó hả? Hơn mấy anh em. Hôm qua chú độ sao quý chú chị ơi? Trời ơi. Hay là bà chú độ hay là đá ông tà độ. Đá ông tà độ. Chú độ mình đi xuống dưới. Thời xong cái xuống dưới ông tà ông độ. Ông tà linh thì khe. Coi chừng là mơ muối gì cúng tà luôn đó. Dạ, không, sáng này cũng trả lễ rồi đó. Sáng này cũng trả lễ biết gì không? Anh em trai. Em trai ha. Còn em cũng trả lễ luôn. Rồi, rồi anh cúng xong rồi mình lại đây. Ủa vậy em cúng lễ vậy anh? Cho hồi trưa anh tao bút rồi, bắt máy mày. Đâu? Lúc 10 giờ rồi, lúc đang cúng lớn á. Đâu? Có không? Lên coi lại coi. Rồi. Không, điện thoại chế độ rung. Chưa coi luôn nè nha. Gọi số điện thoại hay là số ấy? Zalo. Zalo đâu? 10 giờ 45 phút. Đây. Chưa coi mà ơi. Trong bóc máy. Đúng rồi. Không biết nữa. Nếu mà mốt gọi Zalo không được gọi lại em luôn. Không. Ý mà có đổ chuông không? Có đổ chuông không? Bây giờ là anh cô giờ. Rồi rồi vậy là có vấn đề rồi. Ờ em nữa nè, em có gọi không? Hả? Em có gọi không mà có cuộc nhỡ của tí nữa nè. Mấy giờ nữa? Ôi nhóc người gọi mình luôn quý của chú chị. Ủa mà anh gọi em làm gì hả? Anh có việc anh học ở đây mà. Hỏi vô vậy? Hỏi gì sao? Hỏi ở đây muốn biết hỏi cái gì luôn á. Cái lúc mà người ta đang cúng đây này. Gì hả? Chắc là em bỏ trong cái đây cho nên không biết mà. Bỏ trong cặp cho nên không biết. Ủa ha. Sao cái này ai điện mình sao không biết luôn á. Chạy chế độ luôn mình cũng như không. Thôi là bỏ trong cái cặp này. Bỏ trong cặp này nó không có. Nó không có ai. Bỏ chứ. Bỏ 1 túi thì rung nghe. Ừ. 4 túi. Bỏ vô cái cặp. Ừ. Ủa cái chuyện gì rồi bây giờ bàn cái bàn này gọi là bàn hải sản anh của em bây giờ em quay chế độ 3D cho anh coi nè chế độ 3D nữa thôi mình cũng đứng cô cũng có cái cô kia cô góp ý là mình đứng hơi xa xa tí nha quý anh chị cho các vị các ngài ta dùng mình giờ mình có mình cái mình đưa cái điện thoại gần lên tí xíu được đó. Đây.
cơm chiên hải sản quý chú chị ơi, rồi có cả gì tôm nướng, rồi mì xào quý chú chị. Anh là không dám lỡ gần luôn đó, phải đứng xa ai nè. Đây là cái món mực xào ha, mì xào, tôm nướng, gỏi tôm, cơm chiên hải sản, mì xào. Đó. Cái cơm gì cơ? Cơm lam hả quý vị? Gà quay ha. Cơm lam 2 ống. Hai con gà. Quý vị, rồi là gì? Đó. Cũng mặn ha, có hải sản có rồi có bánh gà quay. Quan quý của chúng chị là nói chung là từ sáng giờ tuy là vắng khán giả nhưng mà con cái là Duy Minh thấy là có rất là nhiều anh em cúng. Quý vị, sáng là Duy Minh cúng một bàn, còn cái cô gì cũng cúng một bàn, giờ này thì buổi chiều rồi có cái chị ấy cúng một bàn nữa ha, chị YouTube bơ quý chúng chị, nay không là ba chị YouTuber thì cúng một bàn bánh, một cái mâm nhỏ thôi, vừa ô quý anh chị. Giờ tới anh Niu cúng một con mâm rất là hoành tráng quý anh chị. Nói chung là sáng giờ là bốn mâm, ba cái mâm, nói chung là cũng lớn quý anh chị. Còn có một cái mâm nhỏ của một cái chị YouTuber quý anh chị cúng trả lại. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc ha quý anh chị. Mong bà con bác xem video nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha quý anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.